biết thế này văn tâm giáo chính là gì cả. Giỏi anh đâu biết nữa, khác dỗ em ngồi dỗ đi, dỗ đi đừng có ngại. Quyên ơi con mình dỗ buồn quá nó hay đứng nằm buồn. Cánh điện thoại thì nha, em qua vẫn ngồi với lại. Anh Dũng. Rồi. Anh Dũng ơi. Có làm đâu vậy? Anh Dũng nó theo ta. Bỏ má gặp Dũng mà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ trong mắt cái trái kia.
Đứa nữ rồi.